Cập tin tức về dịch Covid-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FPC. Bản tin ngày hôm nay, 1 tháng 7 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật. WHO cảnh báo Covid-19 sẽ bùng phát mạnh mẽ hơn trên toàn cầu. Liên minh châu Âu mở cửa biên giới cho 14 quốc gia. Trung Quốc xuất hiện chủng virus mới có thể gây ra đại dịch. Hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do dịch Covid-19. Bệnh nhân 326 và cư dân chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với Covid-19 sẽ sửa điều kiện nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Theo trong web thống kê của Mỹ Quadrometer, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 6, thế giới ghi nhận hơn 10,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 508.800 người tử vong, số ca mắc bệnh COVID-19 phục hồi là hơn 5.600.000 trường hợp. Hiện dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 2,6 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 128.700 ca tử vong. Brazil xếp thứ hai thế giới với hơn 1,3 triệu ca nhiễm, hơn 58.300 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Nga là hơn 647.800 ca, số ca tử vong là hơn 9.300 ca. Tại Ấn Độ, số ca nhiễm COVID-19 là hơn 568.300 ca với gần 17.000 ca tử vong. Vào thứ Hai ngày 29 tháng 6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng thế giới sẽ phải chấp nhận sự thật là virus sẽ sống chung với con người trong những tháng tới. Ông Tedros nói rằng toàn cầu nên suy nghĩ lại và chung tay hành động để cùng vượt qua đại dịch. Câu hỏi được đặt ra là liệu các quốc gia sẽ chiến đấu với COVID-19 trong những tháng tới đây như thế nào? Hãy chấp nhận sự thật là việc sống chung với trận dịch này giờ đây là một điều bình thường. Tất cả chúng ta đều mong điều này sớm kết thúc, nhưng thực tế khắc nghiệt là còn rất lâu trận đại dịch này mới hạ nhiệt. Một số quốc gia đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả. Tuy nhiên, nói chung trên toàn cầu thì dịch bệnh vẫn đang tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Ông Tedros cũng cảnh báo dịch bệnh đang gia tăng rất nghiêm trọng. Cả thế giới cần chuẩn bị thật kỹ càng cho trận chiến dài hạn này. Khách du lịch từ Úc và 13 quốc gia khác sẽ được phép nhập cảnh vào Liên minh châu Âu trong bối cảnh EU đang mở cửa biên giới để thúc đẩy kinh tế. Trong số 14 quốc gia lọt vào danh sách có cả Úc, Canada và Thái Lan. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận căng thẳng giữa các thành viên EU về việc nên mở cửa cho quốc gia nào. Các tiêu chí để chọn quốc gia nào được nhập cảnh vào EU được dựa trên các yếu tố dịch tễ học như số ca nhiễm mới ở quốc gia đó có ổn định hay không, tăng hay giảm. EU sẽ tiếp tục cấm du khách Mỹ và nhiều quốc gia khác sau ngày 1 Tháng 7. vào chủ nhật ngày 28 tháng 6, thống đốc bang California ông Gavin Newsom đã ra lệnh cho các quán bar ở Los Angeles và sáu quận khác phải đóng cửa. các chuyên gia y tế cảnh báo rằng uống rượu làm giảm sự ức chế dẫn đến giảm đeo khẩu trang. trong quán bar rất ồn khiến cho mọi người nói lớn tiếng hơn dẫn đến việc lây lan virus dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong ngày thứ hai, một nhà hàng kiêm quán rượu ở Los Angeles đang mở cửa khu vực nhà hàng của mình, còn khu vực uống rượu vẫn phải tạm đóng cửa theo lệnh của thống đốc. Một số ý kiến cho rằng nhà hàng kiêm quán rượu này sẽ nhanh chóng bán rượu trở lại để vực dậy doanh thu. Chúng tôi đang rất may mắn vì kinh doanh theo hai mô hình, vì vậy chúng tôi vẫn có thể được bán đồ ăn. Tôi rất vui vì hôm nay chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ khách hàng. Bà Gardner hy vọng rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời để doanh nghiệp có thể phục hồi sau thời gian dài ngưng hoạt động. Vào thứ Hai ngày 29 tháng 6, anh Milo chia sẻ với Reuters rằng sau khi cách ly 3 tháng ở quận Riverside, bang California, do đi uống rượu với bạn bè sau giờ làm việc đã khiến anh mắc Covid-19. Dấu hiệu nhiễm COVID-19 đầu tiên của tôi là bị sốt và rùng mình, ấn lạnh, đau bụng, chảy nước mũi, sau đó lại tiếp tục buồn nôn và tiêu chảy. Anh Jaramillo nói rằng anh đã trải qua nhiều ngày tồi tệ vì mắc COVID-19, chỉ biết nằm dài trên giường một cách đầy chán chường và chịu nhiều cơn đau. Anh không muốn dịch bệnh này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Tôi nghĩ rằng mọi người đều có trách nhiệm trước đại dịch toàn cầu này. Hãy thực hiện các biện pháp phòng bệnh nghiêm chỉnh. Đừng nghĩ rằng vì chúng ta còn trẻ mà Covid-19 không thể tấn công. Tôi chính là một ví dụ. Trong khi đó, thì các bác sĩ vẫn đang liên tục báo cáo về tỷ lệ số ca mắc Covid-19 ở giới trẻ ngày càng cao. Tôi đã trải qua nhiều ngày dài đau đớn mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Vì vậy các bạn hãy thận trọng, vì bạn không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn gây hại cho những người xung quanh. Hãy biết nghĩ đến người khác. Quận Riverside cách Los Angeles khoảng 60 dặm về phía đông, gần đây đã ghi nhận sự tăng vọt về số ca nhập viện vì COVID-19. Theo báo cáo của quận Riverside, thì tính đến thứ hai, quận này đã có 365 ca nhiễm bệnh, với 47 bệnh nhân phải nhập viện. các phòng tập thể hình và salon làm tóc ở bang Maharashtra, vùng tây Ấn đã mở cửa trở lại vào chủ nhật 28 tháng 6, bất chấp việc nơi đây đang chịu ảnh hưởng nặng nề của virus Corona. Số ca nhiễm ở bang Maharashtra, nơi có trung tâm kinh tế Ấn Độ Mumbai, chiếm tới hơn 25% số ca trên toàn quốc. Ấn Độ, nơi có dân số 1,3 tỷ dân, là điểm bùng phát lớn thứ tư của dịch Covid-19 với số ca nhiễm chính thức được ghi nhận chỉ sau Mỹ, Brazil và Nga. Vào chủ nhật 28 tháng 6, ông Amit Shah, bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, đất nước đang làm tốt công tác chống dịch cùng với đó là đưa ra nhiều giải pháp cải cách để phục hồi nền kinh tế. Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã thực hiện những cải cách kinh tế sâu rộng về ngành mỏ, khí đốt, điện lực, ngân hàng và những cải cách về chính sách công nghiệp trong thời gian diễn ra đại dịch. Và chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện những cải cách này trong thời kỳ hậu Covid-19. Đây là những nỗ lực rất lớn và chắc chắn sẽ đóng góp vào sự phục hồi nền kinh tế. Trong tháng này, Ấn Độ đã cho phép một số nơi công cộng được mở cửa trở lại sau phong tỏa kéo dài 2 tháng. Tuy vậy, những nơi có nguy cơ cao vì dịch vẫn tiếp tục bị phong tỏa bởi chính phủ liên bang. Số ca nhiễm được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng đều đặn trên khắp Ấn Độ. Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 6, Iran phát động chiến dịch I Wear Mask thúc giục người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh nước này đang đối mặt với số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tăng mạnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, ông Irai Halichi cho biết, thông qua chiến dịch I wear mask, ông muốn nhân dân, đặc biệt là những thanh niên Iran trẻ, coi dịch bệnh là một mối đe dọa thật sự. Trên sóng truyền hình, ông Harichi cho biết, đeo khẩu trang làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus đến 85%. Iran không bắt buộc người dân đeo khẩu trang để phòng ngừa virus lây lan và những chỉ dẫn về việc này thường bị xem nhẹ. Người dân đã quá mệt mỏi về việc phải sống chung với virus corona, cũng như những xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày và việc phải tuân thủ những quy trình về y tế. Họ không còn tập trung vào việc mua khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác. Tuy vậy, trong một phát biểu với ban chuyên trách dịch trung ương, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani cho biết sẽ quy định bắt buộc việc đeo khẩu trang ở những nơi tụ tập đông người từ ngày 5 tới ngày 21 tháng 7 và có thể được kéo dài hơn. Mọi người phải tuân thủ những quy trình về y tế để chống dịch. Chưa có phương thức hoặc vaccine chữa trị nào cho COVID-19 được tìm thấy cả. Vì vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 6, Iran ghi nhận hơn 225.000 ca nhiễm COVID-19, với hơn 10,6 ngàn người đã tử vong. Theo đài BBC, Trung Quốc xuất hiện chủng virus mới có thể gây đại dịch. Virus có tên G4EA H1N1 được các nhà nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện thông qua phân tích 30.000 miếng gạt mũi lấy từ heo tại các lò mổ ở Trung Quốc theo Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học PNAS vào ngày 29 tháng 6, virus này là sự kết hợp của cúm được tìm thấy ở loài chim châu Âu và châu Á và virus H1N1 G4EA H1N1 có thể thích nghi, lây truyền từ heo sang người và lây lan từ người sang người. chủng virus mới này hiện đang được phát hiện trên ít nhất 10 tỉnh thành tại Trung Quốc, thử nghiệm trên các công nhân tại các trang trại nuôi heo nhốt cũng cho thấy hơn 10% xét nghiệm dương tính với kháng thể G4. Điều này có nghĩa là loại virus này rất có thể lây lan thành một đại dịch mới. Theo các nhà nghiên cứu, việc kiểm soát virus G4, EAH1N1 ở heo và theo dõi chặt chẽ trong cộng đồng dân cư là đặc biệt quan trọng vì lo người dễ dàng lơ là, mất cảnh giác với chủng cúm mới do đang bận đối phó với dịch COVID-19. Theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế. Tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 11 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Theo đó, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 9.877, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 82, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.958, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 837. Cũng theo thông tin từ tử ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nam phi công người Anh, bệnh nhân 91, đã tiếp tục có những tiến triển về sức khỏe. Hiện sức cơ hai chân phục hồi 5 trên 5, bệnh nhân tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, Chịu lực hai tay trên khung tập, tự đứng dậy và vịnh khung tập, bước đi được nhiều bước hơn. Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, cái máy thở được 18 ngày, các chỉ số khác bình thường và giao tiếp tốt bằng lời nói. Ban đêm, bệnh nhân ngủ tốt. Hiện bệnh nhân tự ăn uống qua miệng, chức năng gan thận tim mạch, men tụy bình thường, bệnh nhân tự thở khí phòng, bệnh nhân trao đổi oxy ở phổi cải thiện hơn, SpO2 thường xuyên 95 đến 96%, có lúc đạt 97%. Các bác sĩ tăng cường phục hồi chức năng ngày hai lần cho bệnh nhân tập phổi hô hấp ký, xuống giường ngồi trên ghế. Hiện bệnh nhân cũng đã ngừng thuốc kháng nắm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, tiểu ban điều trị đã nhận được công hàm của đại sứ Quảng Anh đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12 tháng 7 sắp tới. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội đi Vương quốc Anh đón công dân Việt Nam. Trước khi về nước, tiểu ban điều trị sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 để đánh giá toàn diện sức khỏe của bệnh nhân, bao gồm chức năng hô hấp, vận động để bay một chuyến bay kéo dài liên tục 12 tiếng. Trường hợp phi công Anh đủ điều kiện về nước như dự định, Việt Nam sẽ cử một ekip y bác sĩ bay cùng bệnh nhân 91 để hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 5.000 lao động Việt Nam ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đề xuất với các cơ quan liên quan sớm tổ chức chuyến bay đưa số lao động trên về nước trong kế hoạch tổng thể đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Cục Quản lý Lao động nước ngoài cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tạm thời dừng việc thanh tra định kỳ đối với doanh nghiệp đến hết quý 2 2020. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa cho biết, toàn bộ kết quả xét nghiệm của cư dân tầng 12 khu D, chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thành, Thành phố Hồ Chí Minh đều âm tính với COVID-19, bao gồm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326 và người trong gia đình. Tại chung cư Phạm Viết Chánh, mọi hoạt động sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh đều được người dân tuân thủ đúng quy định. Người dân ở đây họ rất là ý thức và rất là chăm chỉ trong vấn đề phòng dịch nói chung là trong cái chung cư chúng tôi thì ý thức người dân là 100% phần trăm luôn, nó không có ai mà lơ là. thành ra là vấn đề kể cả, cả bây giờ chúng tôi vẫn phòng thủ vẫn phải bị thuốc để rửa tay trước khi vào thang máy và vệ sinh thang máy hàng ngày. em nghĩ là mọi người ở đây cũng là ý thức cũng là nâng cao cũng tương đối rồi. vì cái này mỗi người tự bảo vệ bản thân mình cho nên người ta cũng không phải là là là, là chủ quan. Trước đó, sau khi có thông tin bệnh nhân 326 xét nghiệm dương tính trở lại, toàn bộ cư dân tầng 12 lô đê chung cư Phạm Viết Chánh, nơi bệnh nhân đang sinh sống, đều được cách ly, lấy mẫu để xét nghiệm. Toàn bộ tòa nhà cũng đã được khử khuẩn ngay sau đó. Ngày 9 tháng 5, bệnh nhân 326 được công bố khỏi bệnh. Sau khi tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày tại khu cách ly quận Bình Thành, bệnh nhân đã được trở về nhà. Sinh sống tại tầng 12 lô đê chung cư Phạm Viết Chánh, bệnh nhân vẫn được kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên. Mới đây, Hà Nội vừa công bố danh sách 4 tập thể hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Trung. Ông Nguyễn Công Bằng, trưởng ban thi đua khen thưởng Hà Nội cho biết, đây là một quy định bắt buộc. Vì vậy, ban thi đua khen thưởng thành phố đã công bố danh sách đề nghị xét tặng huân chương để lấy ý kiến nhân dân. Đợt này có 17 thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội với tư cách cá nhân. Ngoài ra, Ban thi đua khen thưởng Hà Nội cũng đề nghị xét tặng huân chương lao động hạng 3 đối với 3 tập thể một cá nhân, gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa, tập đoàn Vingroup, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban thường trực chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Thời gian lấy ý kiến nhân dân trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo. Theo báo cáo của Cục Việc Làm, lao động có việc làm mới giảm mạnh nhất trong 10 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đặc biệt 6 tháng đầu năm, 29.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Quý 1 2020 đã có 35.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Hơn 75% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và gần 10% phải giảm tới một nửa quy mô lao động so với hiện nay. Hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay chưa có hồ sơ doanh nghiệp nào đề nghị vay vốn giảm điều kiện xuống bớt xuống là cái điều kiện nó dễ dàng hơn để cho doanh nghiệp được tiếp cận đấy tuy nhiên mà để ảnh hưởng đến 50 phần những cái thiệt hại thì 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 với doanh nghiệp ví dụ như là thành thiệt hại hai ba phần chẳng hạn thì nó lại không tiếp cận được cái gói đó thì cũng là một cái bất lợi để trả lương ngừng việc cho người lao động được phê duyệt nguyên nhân là do điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi hiện quy định rất khắc khe Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất sửa đổi khoảng 2 điều 13 quyết định số 15. Cụ thể, đề xuất sửa chỉ tiêu doanh nghiệp được vay gồm đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc. Thành doanh thu quý 1 năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý 4 năm 2019 hoặc so với cùng kỳ năm 2019. Như là việc là 50% đã nghỉ việc hay là cái điều kiện tài chính của doanh nghiệp hay thực sự là rất khó khăn, không còn cái nguồn tài chính nào có thể đáp ứng được. thì đây là những cái điều mà hầu như là không thể xảy ra và doanh nghiệp không thể đáp ứng được cái điều kiện này. Dự kiến những nội dung trên sẽ được tiếp tục đưa ra tại phiên họp thường kỳ chính phủ ngày 2 tháng 7 tới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt cho doanh nghiệp, đảm bảo gói hỗ trợ được thực hiện nhanh, thuận lợi, đúng đối tượng, không để bị làm dụng, trục lợi. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch Covid-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mọi, mọi người đăng ký để theo dõi.